The first, back follow the ball. And the second, loose. And the third, yeah, you see, back. And your body, back follow the ball and push, leg, toss. Yeah, relax. Yes, relax. Okay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tí Long Lớp. Lại là tôi, là Tí Long, huấn luyện viên quốc tế. Và hôm nay tôi rất vui và hạnh phúc khi tôi đến đất nước Ấn Độ và được sự tiếp đón nồng nhiệt của tất cả mọi người. Và xin chân thành cảm ơn một lần nữa. Và hôm nay tôi xin giới thiệu một học viên tại Học viện Ấn Độ. Yeah, introduce yourself. Yes, it was very good session. I really like it. What's your name? Advik. My name is Advik. Yeah. How old are you? 13. Yeah. Thank you. Xin mời các bác, các cô chú, các anh chị cùng nhau xem buổi tập luyện của chúng tôi như thế nào nhé. Now you try forehand counter top spin. Now you loop and I explain for you. You loop spin. Spinning. When you loop, yeah. If I, when you see the ball, you step forward and you tie first, and the ball will easy out. This, okay. Now, the key technique you need: rotation back, follow the ball first, and your hand you loop first, you can control better. Now. You look and look at me. You see? Yeah. The first, back follow the ball. And the second, loose. And the third, yeah. Now you put the racket, and we can practice one exercise. You toss the ball. Toss me. If you up, no, not control. Now, you need connect with the ball. Catch and back, follow the ball. Yeah, you see? Back and your body, back, follow the ball and push, leg, toss. Now you look. Back, follow the ball and toss. When you yield body, you touch. Catch, touch. Again. Back hip back. Connect. Yes. Now you punch. Punch, yes. Yeah, you feel? If your opponent punch you forward. Finish. You back. Same. Now I punch you. You wrist back, yeah. Wrist back, yeah. Back, yes. Back, look. Back, yeah. Same. When you block, you back. You can control. If I hit, you tie and you forward, not control. Now you block first. But back follow the ball. Back wrist. No, wait. You don't early. Look at the ball. When the ball jump, you back follow the ball. Now you look at me again. Look. Yeah? Back follow the ball. Loose wrist. Yeah. Look.
Yeah. Yeah. And sharp. Blue sharp. Yes. 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 And when you fluently relax and hit. Yeah, follow the ball and hit. Yeah. Wait, wait. Follow the ball. Back, follow the ball. Back. Okay. Back. See the ball. Okay. And stick. Early, early. Yeah, early. Way. Yes, way. Stick. Okay. 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 Yeah. Now you put I loop and you do. Relax. Yes. Good. Relax. Okay. Yes. Ok, nice, good. Và nếu các bác, các cô chú, các anh chị thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho chúng tôi một like, bấm share, cho mọi người cùng xem, bấm subscribe để ủng hộ cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển hơn. Và để theo dõi cuộc hành trình của tôi tại Ấn Độ như thế nào nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn những video hướng dẫn tiếp theo. Bye bye.